Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm sáng nay mình có gài được số 7 á các bạn. Giờ mời các bạn cùng mình ra ngoài này thăm bị thăm quất các bạn. Chắc giờ nó cũng có dính rồi ạ. Sáng giờ mình trục nè các bạn. Thôi rồi, dính rồi các bạn. Đây. Dính một con đây. Dính ngày 7 luôn các bạn. Sáng nay vì mắt mình đi chợ nhìn về mấy rồi mình không có quay trực tiếp được các bạn thông cảm coi cho nó đỡ được giải trí nha các bạn. Hôm qua mình hứa mà cuối cùng mình cũng không quay được. Úp mặt dằn. Có mặt dằn sung lên. Này cũng cách cái lò này cũng khoảng chừng 3 thước hả các bạn. Rồi. Nhưng mình tiếp tục đi đường này, mình trở lại đường này. Đây không vô được mình trận đầu nó đặng nó có hãng con nào có chạy thì nó vô dính luôn bẫy mình luôn. Mình trận đầu lại. Cái này kêu bằng trận đầu ạ. Nhưng mình đủ quất. Tranh thủ đoạn thời gian có hạn quá các bạn. Sắp trưa nữa rồi. Quất thường đi dắt giờ nhiều. Mình tranh thủ. Bán này bắt hết rồi. Mình đi ngược chiều. Một chiều khó đi quá các bạn. Một chút khó đi quá. Giờ làm vậy sao nữa mà. Khó đi quá. Giờ chưa vô hầm này nữa à. Trở lại con hầm này nữa. Ướt quá, mưa ướt quá. Trốn mất hết rồi. Trốn mất rồi.
sửa bẫy không kịp. Hôm nay gió bớt quá các bạn. Bớt quá không xương gì, không xương không. Bạn thấy cái đồng lúa xanh. Quả cái chén có gì đây các bạn? Còn nay hôm nào gió bắc quá, anh nói gì không? Anh nói giờ mình không có đợi được, giờ mình thôi mình làm luôn cái clip cho các bạn coi. Chứ giờ giờ các bạn được. Thường là tháng này nó đi dữ dằn lắm các bạn, năm nay bắt sớm quá, bắt gì sớm quá. Hôm nay tính ra lượng bắt nhiều hơn năm mấy năm rồi. Mà nếu năm nay muốn bắt dằn chắc gì chắc có lý à. Các bạn không quất di cư thì quất ớt trắng, quất chỗ vợ thì chỗ quất vàng. Bắt chim giết cái tay chim tiêu mà đang các bạn ơi. Sọt sọt sọt. Mà con này đỡ hơn con cò, con cò. Cò dữ quá. Cò nó cắn mổ tiêu quá. Đây, chào các bạn nha. Các bạn nhớ hộ kinh mình nha các bạn. Để mình có động lực để mình làm những video mới cho các bạn coi. Video này bị hôm nay bắt cái gì không có mưa nó thành không có gì. Thôi chào các bạn nha. Rồi.